từ giả dối này đó là thứ nhất là mình giả dối với người xung quanh với mình, cái đó thì thường vậy phải không? Cái thứ hai là mình giả dối với lòng của mình cũng có gì. Chứ là cái câu á, lời xưa cho biết là lòng mình chưa huống tin đây, huống là gỡ chọn tin này cho ai. Nhiều khi mình mới nói cái tự nhiên cái mình ý à. Cho nên vì vậy mở đây là bớt giả dối. Để chi? Để gặp người thượng cổ. Tại vì cái mục đích của người tu đó là bỏ cái giả để trở về cái thiệt. Mà Đức Thầy nói đó là làm Phật Nhi phải được lòng thành thì mới đặng giảng sanh được lạc. Cái lòng thành đó là lòng thành thật của mình, hay là làm chơn chánh là tiên là Phật, mà làm chân ác là quỷ là ma. Cho nên vì vậy mà ở đây đó, ông là Cả Châu Tăng Long Giáo Đốc hỏi Thầy đó, thế nào là cái tâm Phật? Thầy cho biết hai câu giảng là Phật Nhi tâm tánh thật thà, ông còn phân biệt chắc dài để thôi. Cái quan trọng nhất là mình sống cái thật thà chắc phát. Còn cái giả dối cái bề ngoài của mình đó, cái này ta gọi là ngụy tạo thôi quý vị, ngụy tạo thôi. Bởi vì thế mà Đức Thầy dạy đó, mình tu đó, quan trọng nhất là bỏ cái sự giả dối để trở về cái chân. Bởi vì chân như tự tánh là chân thật, tà kiến tam độc thật ma dương, hay là lời xưa chỉ biết là ngôn ngữ quý nhất là giản dị và chân thật, tướng mạo quý nhất là chánh đại và lão thành tâm hậu, đó là quý nhất sáng suốt là trung thực. Vì thế mà ở đây đó, cái câu này bớt giả dối gặp được thượng cổ. Mà người thượng cổ là ai? Xin thưa quý vị, người thượng cổ là Phật, là Thầy. Vị Thầy chỉ biết là người xưa chở gót mấy lần ai hay, hay là đời này chưa giảng thảo ngay thì là khó thấy mặt bài người xưa. Người xưa tức là người thượng cổ. Mà Đức Thầy cho biết là đến giai đoạn đó nó tới, Thầy tôi Chúa là cùng nhau gặp. Vì thì gặp người thượng cổ ở đây còn có nghĩa thứ hai là cái ngày đại hội Long Hoa đó, Thầy Phật trở về đó, chúng ta được diện kiến. Cái đó là đó là ước mơ thượng cổ hồi quy thế trần, no ấm thì thú phi an nhàn. Như vậy thì đây là câu giảng mà đạo nêu lên là bỏ dị đoan mới thấy đạo màu, bớt giả dối gặp người thượng cổ. Như vậy thì cái người tu là phải chánh tính đó. Chánh tính là chúng ta phải nhận định cho đúng, chứ không phải mình nghe người này nó bóng nó gió rồi mình tin theo. Cho nên muốn được cái tính này thì chúng ta phải thực hành theo cái điều răn cấm thứ bảy mà Đức Thầy dạy là điều thứ bảy đứng trước tội nghiệp chi về sự đời của đạo đức. Ta sẽ sao quý vị là ta phải là chi xét cho minh lý rồi thì phán đốc. Tức là chữ minh lý là gì? Chữ minh là sáng mà chữ lý là lẽ. Tức là mình không phải nghe tôi nói là mình tin theo đâu, mà mình phải dùng trí óc của mình đó, trí huệ của mình để nhận định chuyện đó đúng hay là sai. À, nếu được chuyện thì mình sẽ không bị tức là mê tín gì đâu. Thì hai câu giảng này trao đổi hơi nhiều, hơi dài quá, mình cũng đang nghĩ và thông cảm. Nếu không thì mời quý vị mình cho qua câu khác.